Hôm nay cũng giáo vua Duyên Nghệ thì nhóm phụ huynh Tết xin gửi đến các anh chị các quý đại lý một bài hát năm anh em chung một chiếc xe tăng. Thì sau bài này các đại lý nào muốn mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người góp Duyên Nghệ thì lên đăng ký. Rồi mời ai mời anh chị đại lý nào hát được bài này lên chia vui với đội chúng tôi. Oh,